quan quyền lực cao nhất tại địa phương, để mỗi lá phiếu trong ngày bầu cử không chỉ là một niềm tin mà còn thể hiện được trách nhiệm của mỗi cử tri đối với hiệu quả của cơ quan đại diện cho mình tại địa phương. Chỉ có không có đồ ăn, chỉ có cơm trắng chan nước mắm và cho mèo ăn thôi. Mèo rất là ngon, ăn cơm chan nước mắm ha. 11 tổ chức được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định được phép chứng nhận chất lượng phân bón, chủ diện phân bón lại có những sai phạm rất nghiêm trọng. Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ